Ấy, chết 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 lại chết. Chết chưa? Được chưa không? Chấp nhận là diều rất là dễ lên các bạn nha, cực dễ lên luôn đấy, bạn thấy chưa? Ú trời cái thằng. Diều nhẹ gió nhỉ, dễ lên. Ú rồi. Vùi dày đấy Khánh ạ. Xéo xốp các bạn nha. Đấy, giật xéo xốp. Màn rất diều. Bắt thằng ta đi, bắt thằng ta đi. Chuẩn xuống sát đi. Chuẩn chạm chạm đường rồi kéo lên ngươi, có được không? Đấy, lên luôn các bạn nhá. Đấy. Chết. Này biểu diễn diều đó các bạn. Đấy. Biểu diễn. Sao sốt mà kêu ác các bạn ạ. Lui lui đi. Nhưng mà cái điều tai này vẫn là đúng nhỉ. Cái cái bắt tai điều tai nhỉ. Ô cùng. Hả? Ô trèo tên ơi. Chết chưa? Vâng chưa không? Tăng rồi. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Một miệng không? Cô một miệng không? Thôi thôi em lại đó. Hứng ngồi kia không? Không. Ủa đây này. Ôi xin lỗi nha. Để xem cái con diều kia xuống các bạn nha. Anh được một cái miệng đâu không?
Đây con diều à. Rồi xuống rồi. Phu. 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 Còn có một miệng nó kêu một tiếng các bạn ạ. Còn một sáo vẫn chơi các bạn nhé, vẫn giật, nghệ nhân vẫn điều khiển. Hòa. Mình kết thúc video tại đây các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi, quên xem cho một like, một đăng ký kênh, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ok, về thôi nha.